chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Nối tiếp những cuộc thi tuần, chúng ta đang đến với cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 3. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ bốn chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. Họ đều là những người có thành tích học tập rất xuất sắc. Và họ có mặt ở đây để giành lấy những tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi tháng. Và số điểm nhì cao nhất hiện tại đang là 240. Đó cũng là một cơ sở để các bạn cố gắng và đưa ra những đấu pháp hợp lý cho riêng mình. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón bốn thí sinh bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Ở vị trí số 1 là bạn Võ Bùi An Phú đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An. Ở vị trí số 2 là bạn Lê Minh Khôi đến từ trường Trung học phổ thông Minh Phú, Hà Nội. Ở vị trí số 3, Phạm Đăng Hưng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Bình Dương. Và bạn Nguyễn Phi Hùng đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Hãy cùng làm quen với bốn chàng trai của chúng ta. An Phú thì là quán quân Olympia trường, đang theo học trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Em có khả năng chơi nhạc cụ hả? Dạ, em có khả năng chơi guitar ạ. Em xin gửi tới tất cả mọi người một tiết mục, đó là bản Perfect của Ed Sheeran. Không biết là các bạn thí sinh ở bên cạnh Minh Khôi cảm thấy tiếng đàn của An Phú thế nào? Dạ, bạn đàn rất hay ạ. Em con trai em còn mê. Bạn có sở trường môn lịch sử nữa. Hãy cho chúng tôi biết cách học sử của bạn được không? Thì em thường áp dụng cách học theo chu kỳ. Tức là mình sẽ học một kiến thức và mình sẽ ôn lại sau một khoảng thời gian 3 tiếng, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Có thể một năm sau mình vẫn ôn lại được và mình có thể nhớ lâu hơn. Rất là hay. Còn Đăng Hưng thì sao? Hãy cùng điểm qua một số thành tích của bạn Đăng Hưng. Được giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tin, giải nhất Olympic trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin. Wow, rất là siêu. Và ngoài tin học thì bạn còn có một khả năng đặc biệt. Đó là kể quốc gia của một châu lục bất kỳ theo yêu cầu của MC. Yeah. Bây giờ thì xem nào. Châu Đại Dương đi. Cho đại dương thì mọi người thường nghĩ đến Úc hoặc là New Zealand thôi. Nhưng thực tế nó còn rất nhiều quốc gia khác như là Papua New Guinea, quần đảo Marshall, quần đảo Solomon, Micronesia, Palau, Tuvalu, Vanuatu, Nauru, Tonga. Nói chung là đều những quốc gia mà quốc đảo nhỉ. Xin cảm ơn Đăng Hưng. Và ngày hôm nay thì Đăng Hưng có đến đây với đông các bạn cổ động viên cổ vũ cho bạn không? Em nghĩ là so với những bạn trường khác thì cũng không có đông lắm. Nhưng mà em nghĩ là chất lượng nó tốt hơn số lượng à. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Phi Hùng. Wow, Phi Hùng có cái gì ở trên bàn mà trông nó cầu kỳ vậy em? Dạ, xin giới thiệu với chị thì đây là một cái vòng quay để Giáng sinh ạ. Em sẽ khởi động để cho anh chị cùng mọi người khán giả xem ạ. Thì ngày hôm nay thì em cũng mang đến trường quay mình một bài rap Người con Yên Bái hôm nay lên đường lên đỉnh Olympia. Xin mời rapper Phi Hùng. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Phi Hùng. Tôi đến từ mảnh đất Yên Bái, nơi sống của tôi có rất nhiều dân tộc, mang phong tục rất nhiều sắc thái. Các bạn có nhớ về khởi nghĩa Yên Bái, khởi nghĩa hào hùng như qua từng năm? Các bạn có biết cong đồn Nghĩa Lộ dấu ấn vàng son cho lịch sử dân tộc? Cảnh vật nơi đây tươi xanh trù phú, ruộng bậc thang mù căng trải, đèo Khao Phạ tứ đại đỉnh đèo cùng chơi dù lượn và nhìn cảnh quan nét đẹp nghệ thuật xòe thái, rước cho vàng UNESCO. Đấy là mấy trên mường lò cùng hai gói đĩa tứ đại vẻ dẻo, gà nướng và vật chấm chẩm chéo, ôi sao ăn thật là keo. Con người Yên Bái thân thiện nhân ái, nó không phải trông gai, khó chẳng ngần ngại.
Vái mộ Yên Bái, tôi là người Yên Bái. Ngày hôm nay lên TV3, cuộc tranh đấu của các anh tài Yên Bái sông pha. Chẳng ngần ngại, chắc là phải chiến, chắc là phải thắng. Quyết ra vào Quế Olympia, chứ vòng xứng đáng, chứ vòng danh dự, chứ vòng thắp lên ngọn lòng chúng ta. Vâng, như vậy là chúng ta đã được làm quen với 4 chàng trai tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng họ đến với phần thi đầu tiên. Khởi động. 61 không 5961 ạ. CO2 O2. Có vẻ cũng đã rất sẵn sàng rồi. Xin mời. Bây giờ là phần thi khởi động. Ở 4 lượt thi khởi động đầu tiên thì mỗi bạn sẽ có 6 câu hỏi. Và người đầu tiên đến với phần thi này, xin mời bạn An Phú. Những số nào sau đây là số nguyên tố 5960-6162? 61 5961 ạ. Nguyễn Du đã dùng hai câu trai anh hùng gái thuyền quyên, phỉ nguyền, tránh phượng, đẹp duyên, cưỡi rồng để nói về hai nhân vật nào? Thủy Kiều, Kim Trọng. Thủy Kiều và Từ Hải ạ. What animal appears on the logo of the Berlin International Film Festival? Bèo. Con gấu, đúng vậy. Môi trường bên ngoài có nồng độ chất tan bằng với nồng độ chất tan trong tế bào được gọi là môi trường. Bão hòa. Đẳng trương ạ. Phần lớn nitrogen tập trung ở tầng nào của khí quyển trái đất? Trung lưu. Đáp án là tầng đối lưu. Huyện nào thuộc tỉnh Nghệ An là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn nhất cả nước? Thanh Chướng ạ. Tương Dương mới đúng ạ. Và như vậy là An Phú đã khởi động xong với 6 câu hỏi đầu tiên. Bạn đang sở hữu 10 điểm. Minh Khôi có vẻ cũng đã rất sẵn sàng rồi. 6 câu hỏi đầu tiên dành cho bạn như sau. Thời đại Hồng Bàng trong lịch sử nước ta gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước nào? Văn Lang. 10 điểm đầu tiên. Ở Hà Nội có phố Lý Quốc Sư và chùa Lý Quốc Sư để tưởng nhớ công lao của một vị thiền sư quốc sư thời nhà Lý. Đó là vị thiền sư quốc sư nào? Thư Văn Hạnh. Minh Không thiền sư ạ. Hai đường tròn phân biệt không thể có quá mấy điểm chung? 2. Chính xác. Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã thể hiện tình yêu dành cho ai qua những câu: những tấm áo xưa con nhớ lắm, mũi chỉ đường kim tay dịu dàng, trích bài thơ áo. Mẹ. Bạn có thêm 10 điểm. What is another word that could be used for a dog or cat's paw? Bảo Quang. Food. Chỉ số là đại lượng đặc trưng cho tính chống kích nổ sớm của nhiên liệu. Ốc bạc. Chính xác. Và đó là phần thi khởi động riêng dành cho Minh Khôi và 40 là số điểm bạn đang có. Người tiếp theo đến với phần thi khởi động đó chính là Đăng Hưng. Bạn đang cảm thấy thế nào? Dạ, em sẵn sàng. Những câu hỏi của bạn như sau. Góc giữa hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau được quy ước bằng độ? Không. Chính xác. Từ nào sau đây khác loại với những từ còn lại: tin yêu, tin tức, tin tưởng, tin cậy? Tin tức. 10 điểm tiếp theo. Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình là các công trình thủy điện trên dòng sông nào? Sông Đà. Chính xác. Cánh của loài hoa nào xuất hiện trên biểu tượng của tỉnh Bình Dương? Bồ công an. Hoa dầu ạ. To undo an action in Windows 10, which of the following key combinations do we use? Control C, Control V, Control Z, or Control A? Control Z. Chính xác. Trong dao động điều hòa, cơ năng của vật chuyển hóa qua lại giữa hai dạng nào? Động năng và thế năng cộng trường. Động năng và thế năng. Như vậy là Đăng Hưng đã khởi động xong 6 câu hỏi đầu tiên và bạn đang có 40 điểm. Sau câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho bạn Phi Hùng. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ và giải phóng ở ngoài sáng. CO2, O2. O2 và CO2 ạ. Cát Bà Island belongs to which city of Vietnam? Hải Phòng. True. Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai các tuyến bất kỳ, các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đây là nội dung của định lý trong không gian. Ta lét ạ.
Bạn có thêm 10 điểm. Bài thơ Thuyền và Biển của tác giả nào đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc? Hoàng Vân. Xuân Quỳnh mới đúng ạ. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chính nhân để thay cường bạo là tư tưởng của cuộc khởi nghĩa nào trong lịch sử nước ta? Lam Sơn ạ. Chính xác. Hồ Thác Bà là hồ nhân tạo hay hồ tự nhiên? Hồ nhân tạo ạ. Bạn có thêm 10 điểm. Và đó là 6 câu hỏi dành cho Phi Hùng và 40 là số điểm của bạn. Chúc mừng Hùng. Bây giờ các bạn thí sinh sẽ đến với một phần thi khởi động chung gồm có 12 câu hỏi. Xin mời. Khi quay nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình gì? Khôi. Tròn. Đáp án là hình cầu. Chuyện ngắn nào được nhà văn Kim Lân sáng tác vào thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, đăng lần đầu trên tạp chí Văn nghệ 1948, viết về tình yêu làng quê. Làng. Chính xác. Khi rót bia ra khỏi lon hoặc chai, ta thấy trên bề mặt có một lớp bọt khí, đó là bọt khí gì? An Phú. Siêu hái ạ. Đúng là như vậy. Là phép làm ngược với tổng hợp lực. Phi Hùng. Phân tích lực ạ. 10 điểm cho Phi Hùng. Both mutton and lamb are meat from which animal? Minh Khôi. Sheep. Sheep. Chính xác. Quốc gia nào là nơi khởi nguồn của cách mạng công nghiệp 3.0? Phi Hùng. Anh ạ. Đáp án là Mỹ ạ. Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng là khẩu hiệu của tổ chức? An Phú. ASEAN ạ. Đúng là như vậy. Virus, vi khuẩn, vi nấm, vi tảo, nguyên sinh vật thuộc nhóm? Đăng Hưng. Nấm. Vi sinh vật ạ. Phần mềm nào là công cụ AI tạo sinh được truy cập phổ biến nhất trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2022? Phi Hùng. ChatGPT. ChatGPT, đúng vậy. Tại nước ta, thời hạn phục vụ tài ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là bao nhiêu tháng? Minh Khôi. 24. Đúng là như vậy. Các ca khúc Đất nước chọn niềm vui như Có bốc trong ngày đại thắng và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh viết về sự kiện lịch sử nào? Đăng Hưng. Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Chính xác. Tìm từ thích hợp để có nội dung đầy đủ lời căn dặn của bác vì 10 năm thì Minh phải Khôi. Lợi ích. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã khởi động xong và hãy cùng xem ai đang có lợi thế về mặt điểm số. An Phú đang có 30 điểm, 55 là điểm số của Đăng Hưng. Đó cũng là số điểm Phi Hùng đang sở hữu và dẫn đầu với 65 điểm là Minh Khôi. Trong phần thi khởi động, chương trình đã hỏi các ca khúc Đất nước chọn niềm vui như Có bốc trong ngày đại thắng và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh viết về sự kiện lịch sử nào? Đăng Hưng. Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Chính xác. Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say. Ít ai biết rằng ca khúc Đất nước chọn niềm vui được ra đời trước ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975. Còn nhạc sĩ Hoàng Hà cũng chưa một lần đặt chân tới Sài Gòn khi đó. Theo lời tác giả, trong không khí sục sôi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được nghe những thông tin về khí thế tiến công giải phóng của lực lượng ta, nhạc sĩ Hoàng Hà như thấy trước mắt một rừng cờ chiến thắng, trong lòng trào dâng những cảm xúc vô biên. Ông đã viết xong bài Đất nước chọn niềm vui trong vỏn vẹn một đêm. Nhạc sĩ đã viết bằng dự cảm, nhưng cũng chính là niềm tin tuyệt đối như muôn người dân Việt Nam khi đó về ngày trọn vẹn cả non sông thống nhất, rạng rỡ Việt Nam. Vẫn chưa có tiếng chuông nào được vang lên. Chướng ngại vật của bạn là gì ạ? Và chúng tôi cũng muốn chúc mừng bạn. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Để có thể vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 9 chữ cái và 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang xin mời An Phú. Em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 8 chữ cái. Tên gọi của tỉnh thành nào ở nước ta hiện nay do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 có nghĩa là miền biên cương vững chãi?
bạn lựa chọn là Điện Biên. Phi Hùng đưa ra câu trả lời là Khánh Hòa. Điện Biên là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng An Phú, Minh Khôi, Đăng Hưng. Mỗi bạn có thêm 1 điểm 10. Bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Vẫn chưa có tiếng chuông nào được vang lên. Và người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang. Xin mời Minh Khôi. Em xin chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 8 chữ cái với câu hỏi như sau. Quảng Bình quê ta ơi, mùa hoa phượng nở, em yêu trường em, đường lên đỉnh núi là những sáng tác của nhạc sĩ nào? Xin mời Đăng Hưng. Chướng ngại vật của bạn là gì ạ? Hò kéo pháo ạ. Đăng Hưng đã suy luận chắc chắn chưa? Bạn có những dữ kiện gì? Nói chung là cái hàng ngang số 1 này nó là Hoàng Vân, còn cái kia là Điện Biên. Thì em thấy là cái bài Hò kéo pháo được tác giả Hồng Vân sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những suy luận rất chắc chắn. Và chúng tôi cũng muốn chúc mừng bạn. Hò kéo pháo là một ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác năm 1954, viết về chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo lời kể của nhạc sĩ Hoàng Vân, khi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ có mặt tại chiến địa, ông đã được tận mắt chứng kiến cảnh các chiến sĩ đẫm mồ hôi kéo những khẩu đại bác nặng vượt qua những núi cao, đèo dốc hiểm trở và mọi việc đều phải thực hiện trong bí mật. Và tại đây, nhạc sĩ còn được đồng đội kể cho nghe rất nhiều những câu chuyện. Câu chuyện về người anh hùng Nguyễn Văn Chức lao cả thân mình vào bánh pháo để ngăn không cho pháo trôi xuống dốc. Hay câu chuyện của anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình để chèn pháo. Và nghe những câu chuyện đó thì người chính trị viên khi đó mới 20 tuổi đã có rất nhiều cảm xúc và ông đã sáng tác nên ca khúc này trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Và sau khi ra đời, bài hát rất giản dị, trong sáng và lại được viết theo thể loại hò dân gian nên được rất nhiều các chiến sĩ thuộc nhanh. Nó được nhanh chóng lan truyền khắp các chiến trường và được hát vang ngay bên cạnh những khẩu pháo, ngay bên cạnh những chiến hào. Chúc mừng Đăng Hưng là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật này. Đăng Hưng đã vươn lên dẫn đầu với số điểm 115. Và không biết là số điểm của các bạn thí sinh còn lại đang là bao nhiêu, chúng ta hãy cùng kiểm tra. An Phú đang có 40 điểm, 55 là điểm số của Phi Hùng, sở hữu 75 điểm là Minh Khôi và dẫn đầu với 115 điểm là Đăng Hưng. Và chướng ngại vật của chương trình ngày hôm nay thì nó tương đối bất ngờ. Bởi vì mọi người thì cứ nghĩ là 30 tháng 4 mùa tháng 5 thôi, nhưng mà nó lại ra Điện Biên Phủ. Nó cũng khá là vô biển, nhưng mà trong thâm tâm của em lúc chơi thì em sẽ không nghĩ đến là nó sẽ là tên của một bài hát. Dạ, em cảm thấy là các bạn đều là những đối thủ đáng gờm và em cần phải cố gắng hơn ở trong thi sau. Em thấy hiện tại số điểm của các bạn đều không giãn cách nhau quá nhiều nên là em vẫn nghĩ rằng mình có khả năng để lật ngược thế cờ. Cuộc chơi đang ngày càng gay cấn. Chỉ cần hơn nhau một giây thôi, kết quả cũng có thể đã khác. Và đừng quên độ chính xác của câu trả lời mình đưa ra. Người trả lời nhanh nhất là... Cách đây ít phút thì Đăng Hưng là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và chúng ta hãy cùng các thí sinh tăng tốc ngay bây giờ. Hãy cùng nhau gia tăng tốc độ trả lời câu hỏi và đừng quên độ chính xác của câu trả lời mình đưa ra. Câu hỏi đầu tiên cho các bạn có nội dung như sau. Đây là hình ảnh minh họa sự tích nào? An Phú trả lời là vua Lê Hoàn Kiếm, Đăng Hưng trả lời là rùa Hồ Gươm, Phi Hùng là rùa thần đưa gươm và Minh Khôi là sự tích Hồ Gươm. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là sự tích Hồ Gươm. Và như vậy là người duy nhất giành điểm 40 là Minh Khôi. Vậy là chúng ta có thể thấy hai thí sinh đang tạm dẫn đầu có số điểm bằng nhau, đó là Đăng Hưng và Minh Khôi 115 điểm. Cuộc chơi đang ngày càng gay cấn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 trong phần thi tăng tốc có nội dung như sau. Các bạn hãy sắp xếp tên các loài với hình ảnh minh họa chi trước xương tay tương ứng.
Một câu hỏi không quá khó đúng không ạ? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều lựa chọn là B, C, D, A. Và chúng tôi xin được chúc mừng Minh Khôi có 40 điểm, 30 điểm thuộc về An Phú, 20 điểm thuộc về Đăng Hưng và Phi Hùng có thêm 10 điểm. Chỉ mới hai câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc, chúng ta có thể nhận thấy sự bứt phá khá mạnh mẽ đến từ Minh Khôi và các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi chờ đợi sự tăng tốc của các bạn. Câu hỏi số 3 như sau. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Khả năng suy luận của ai sẽ chinh phục được 40 điểm? Xin mời những câu trả lời. Đăng Hưng và Phi Hùng lựa chọn là 81, Minh Khôi là 48 và An Phú là 73. Chỉ mất 11 giây 73 để tìm ra câu trả lời là 81. Đăng Hưng hãy cho chúng tôi biết vì sao lại là con số này. Dạ, em thấy là hình tam giác bên phải nó mũ với hình tam giác bên trái nó sẽ bằng cái số màu vàng. Em có 5 mũ 2 bằng 25, 6 mũ 3 bằng 216. Và cuối cùng thì em nghĩ là 3 mũ 4 bằng 81 ạ. Và đáp án cần tìm ở đây là 81. Đúng là như vậy. Đăng Hưng có thêm 40 điểm và 30 điểm thuộc về Phi Hùng. Chỉ cần hơn nhau 1 giây thôi, kết quả cũng có thể đã khác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi tăng tốc và hy vọng rằng cơ hội sẽ dành đều cho cả 4 bạn thí sinh. Câu hỏi như sau. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Người trả lời nhanh nhất là 5 giây 44, Minh Khôi có 40 điểm, An Phú có 30 điểm, Đăng Hưng có 20 điểm và Phi Hùng có thêm 10 điểm. Như vậy là sau rất nhiều lần thay nhau dẫn đầu đoàn leo núi thì hiện tại chúng ta đang nhìn thấy có hai thí sinh đồng dẫn đầu với số điểm 195. Và vì vậy phần thi về đích sẽ là một phần thi vô cùng khó đoán đây. Bây giờ hãy cùng xem số điểm mà cả bốn bạn đang có là như thế nào. An Phú có 100 điểm, 105 là điểm số của Phi Hùng. Đồng dẫn đầu với số điểm 195 đó chính là Minh Khôi và Đăng Hưng. Tất cả các câu hỏi thì em đều tiếc, bởi vì là những câu hỏi em trả lời được thì em không phải là người nhanh nhất. Em nghĩ là mình vẫn chưa biết là mất cơ hội. Và em nghĩ là vòng về đích để có thể vươn lên thì em cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Nói chung là em đã mắc khá nhiều sai lầm ở các phần thi này, dẫn đến là số điểm của em khá thấp so với bạn Minh Khôi. Số này thì em chưa nói trước được gì nên em sẽ cố gắng hết sức để tận dụng từng câu hỏi một và trả lời một cách chính xác nhất. Xin chúc mừng anh. Em hãy bình tĩnh và thả lỏng. Chắc phải mời các bạn thí sinh khác ạ. Em chắc chắn với câu trả lời của em. Và đáp án chính xác là... Bây giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 100, 195, 195 và 105. Căn cứ vào những số điểm cùng với vị trí đứng của các thí sinh thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Minh Khôi. Xin mời Minh Khôi. Trước khi Minh Khôi đưa ra lựa chọn của mình thì số điểm 240 đang là số điểm nhì cao nhất. Đó là một thông tin chúng tôi muốn đưa thêm đến cho các bạn. Minh Khôi sẽ lựa chọn đấu pháp thế nào? Em xin chọn 3 câu 20.
3 câu 20 điểm, đó là lựa chọn của Minh Khôi ở phần thi về đích đầu tiên này. Tòa điện nào của Hoàng Thành Huế là công trình vô cùng độc đáo, mang phong cách kiến trúc Pháp, Ý và cổ truyền của Việt Nam, đã được phục dựng và mở cửa phục vụ du khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Điện Nam Quan. Cố đô. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời An Phú. Câu trả lời của em là Điện Kiến Trung ạ. Tòa điện này được vua Khải Định xây dựng từ năm 1921 đến 1923 và đáp án là Điện Kiến Trung. Xin chúc mừng An Phú. Minh Khôi có phải đang suy nghĩ về việc lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em chưa. Chưa chọn đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Loại bức xạ điện từ nào có tính nhiệt rất mạnh nên được ứng dụng nhằm sấy khô các sản phẩm nông nghiệp? Điện tử ngoại. Cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại, xin mời. Xin mời Phi Hùng. Câu trả lời của em là tia hồng ngoại. Và đó chính là tia hồng ngoại, đúng như Phi Hùng trả lời. Chúc mừng em. Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Khôi. Chúc bạn may mắn và đạt được số điểm cao. Từ năm 2019 đến 2023, vườn quốc gia nào của nước ta đã 5 lần liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á? Câu trả lời là Phúc Phương. Câu trả lời của bạn đã nhận được cái vỗ tay của Đăng Hưng. Bạn đã đến Cúc Phương chưa ạ? Em chưa. Vậy thì sau ngày hôm nay hãy tranh thủ đi thăm vườn quốc gia Cúc Phương đi ạ. Bởi vì đáp án này đã đưa đến các bạn 40 điểm. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Khôi rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Minh Khôi đã bảo toàn được số điểm của mình sau phần thi về đích. Và chắc là Đăng Hưng cũng đã có cho mình những đấu pháp hợp lý. Xin mời bạn. Em chọn 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm, đó là lựa chọn của Đăng Hưng và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Có những khí ẩm khí có lẫn hơi nước, carbon dioxide, hydro, oxy, lưu huỳnh dioxide, những khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit? Oxy và hydro. Nguyên tắc làm khô các chất khí là chất làm khô chỉ giữ lại hơi nước mà không tác dụng với chất được làm khô. Câu trả lời của bạn chính xác. Xin chúc mừng Đăng Hưng. Bây giờ thì Đăng Hưng sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Câu hỏi như sau. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, phiên bản đầu tiên của hai nhân vật hoạt hình mang tính biểu tượng nào do Walt Disney sáng tạo chính thức trở thành tài sản công cộng? Chụp Mickey và Donald à? Chụp Mickey và Donald. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời An Phú. Câu trả lời của em là chuột Mickey và chuột Minnie ạ. Câu trả lời của bạn là gì ạ? Chuột Mickey và chuột Minnie ạ. Chuột Mickey thì đúng rồi ạ. Chuột mini cũng đúng luôn. Xin chúc mừng An Phú. Hưng và Khôi vẫn đang bằng điểm nhau. Không biết là Hưng có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em có. Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi tiếp theo dành cho Đăng Hưng. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Trong chọn giống hiện đại, những nguồn nguyên liệu của chọn lọc là gì?
đột biến, thường biến hay biến dị tổ hợp? Biến dị tổ hợp. Chắc phải mời các bạn thí sinh khác ạ. Tiếp tục là An Phú. Câu trả lời của em là đột biến và biến dị tổ hợp. Câu trả lời của chúng tôi đúng như vậy, đột biến và biến dị tổ hợp, bởi vì thường biến không di chuyển được. Công nhận An Phú rất giỏi trong việc giành điểm đấy ạ. Chúc mừng bạn. Đăng Hưng cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi, bạn có thể về vị trí. Như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến những giờ phút rất tuyệt vời với những pha ghi điểm liên tục của An Phú. Bây giờ thì An Phú đã sẵn sàng đến với những câu hỏi của mình chưa? Sẵn sàng ạ. Xin mời An Phú. An Phú sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Em xin chọn 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm dành cho An Phú. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên như sau. Để tăng diện tích một hình chữ nhật lên 2 lần mà chiều rộng chỉ tăng thêm được 25% thì cần tăng chiều dài thêm bao nhiêu phần trăm? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Đăng Hưng. Câu trả lời của em là 160%. Vâng, chúng ta có thể dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng D nhân R. D là chiều dài và R là chiều rộng. Chiều rộng tăng lên 25% tức là 125% nhân với R. Gọi N là tỷ số phần trăm của chiều dài D. Để 125% nhân với R nhân N nhân D bằng D nhân R nhân 2. Hay 125% nhân N bằng 2, suy ra n bằng 2 chia 125% bằng 160%. Tỷ số phần trăm của chiều dài tăng thêm sẽ là 160% trừ 100% bằng 60%. Có lẽ Đăng Hưng đọc sai đề bài một chút đúng không? Chúng ta hỏi cần tăng thêm chiều dài bao nhiêu phần trăm? Câu hỏi tiếp theo, Phú có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không em? Em không ạ. Nội dung câu hỏi: theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu thuộc Liên Hợp Quốc, có 3 vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp do biến đổi khí hậu là đồng bằng sông Hằng, sông Brahmaputra của Bangladesh, đồng bằng sông Nin, Ai Cập và vùng nào nữa? Đồng bằng sông Cửu Long. Đã vươn lên dẫn nhì trong đoàn leo núi với 180 điểm. Giờ thì An Phú chỉ kém người tạm thời dẫn đầu có 15 điểm mà thôi. Và ở câu hỏi cuối cùng này, bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Câu hỏi của An Phú như sau: phản ứng tổng hợp loại nhiên liệu nào từ khí CO và H2 ngoài các hydrocarbon đang được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhiên liệu sạch? Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ Phi Hùng. Câu trả lời của em là biogas. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là methanol ạ. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho An Phú rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí nghỉ ngơi. Chúng ta còn 3 câu hỏi về đích nữa và 3 câu hỏi này mang tính quyết định rất lớn. Xin mời Phi Hùng. Lựa chọn của Phi Hùng về những câu hỏi là như thế nào?
Dạ em xin được chọn gói câu hỏi. Em đặt tên là ruộng bậc thang ạ. Ruộng bậc thang 20, 30, 20. Siêu thành công. Ngày nay, nhiều chuyến bay thương mại cho phép hành khách truy cập Wi-Fi khi đang trong chuyến bay. Điều này thực hiện được thông qua hai cách: sử dụng tín hiệu kết nối trực tiếp giữa máy bay và các anten ở mặt đất, hoặc sử dụng tín hiệu đến từ vật thể nào. Dạ, câu trả lời của em là ở trạm vũ trụ quốc tế. Trạm vũ trụ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời Đăng Hưng. Câu trả lời của em là vệ tinh ạ. Và nếu như Hưng trả lời chính xác thì sẽ giúp Hưng tiến gần hơn với vị trí tạm dẫn đầu vốn trước đó đã thuộc về bạn từ rất lâu. Và điều tôi vừa nói đã xảy ra. Xin chúc mừng Đăng Hưng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm của Phi Hùng. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ, em chọn ngôi sao hy vọng ạ. Ngôi sao hy vọng dành cho Phi Hùng. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Bruce, is that you? Hey Alex, wow, it's been a long time. Right, last time we met was at James's birthday in 2020, December 30th, right? James still talks about you. Actually, I think we kept up for 2 months afterwards when we would run into each other at the library. But then I left to go study abroad shortly after, and I only just got back a month ago. I really missed you guys. What are you doing right now? Let's go grab a coffee. All right, that sounds good. Let's go. What year was the last time that we saw each other? Câu trả lời của em là 2019. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời An Phú, đây là câu hỏi có giá trị 30 điểm. 2021. Bạn đã nghe được những gì ạ? Em nghe là hai người này gặp nhau vào tháng 12/2020 vào sinh nhật của một người nào đó. Nhưng mà sau đó có một người bảo là thực ra lần gần nhất chúng ta gặp nhau là 6-2 tháng kể từ ngày đó và sẽ rơi vào năm 2021. Chỉ có một con số 5 xuất hiện ở trong đoạn hội thoại vừa rồi thôi, đó là năm 2020. Đó là lần hai thầy gặp nhau vào ngày 30 tháng 12 trong sinh nhật của James. Và sau đó thì hai thầy có gặp nhau một lần nữa 2 tháng sau đó, và đáp án chính xác là 2021. Là An Phú đã vươn lên dẫn đầu với số điểm 210. Và Phi Hùng của chúng ta cũng còn một câu hỏi nữa, thưa quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chàng trai. Phi Hùng hãy bình tĩnh, thả lỏng và cố gắng hết sức mình với câu hỏi cuối cùng này. Xin mời nội dung câu hỏi. Tuồng tích hài dân gian nổi tiếng nào có các nhân vật được đặt tên theo các loài thủy sản từng được chuyển thể thành kịch nói, chèo, cải lương, hài kịch. Đó, câu trả lời của em là bầu, cua, tôm, cá.